Phong, sao vậy? Có ổn không vậy? Có bài gì không? Sao cái bữa giờ tôi thấy lo lo sợ sợ hơn sao á. Thấy mọi thứ nó mơ hồ lắm. Ông lo cái gì? Nói rõ nghe coi. Ông biết là tôi có cái chứng là sợ búp bê từ hồi lâu rồi mà. Tôi đã cố gắng không cho một con búp bê nào xuất hiện trước mặt tôi. Vậy mà dạo này á, không biết làm sao mà xung quanh tôi toàn búp bê không. Thiệt hả? Chứ gì nữa. Cái chứng bệnh sợ búp bê của ông bao nhiêu năm nay chưa mất hả? Làm gì mà mất được. Bình tĩnh đi. Để tôi ra lấy ít bia tụi dòng uống nha. Ủa, tối gì vậy? À, đồ cuốn ly á. Đồ với ly hả? Có ly múa gì hả ta? Ồ, tấm vải caro hả? Gì không? Búp bê kìa. Đã nói là đừng có lục đồ của bé Ly. Đây là cái gì? Đi. Có sao không? Có sao không? Tôi thấy nó cũng dễ thương mà, ông làm gì mà ông sợ chứ gì? Ông để nó đi cho khuất mắt tôi đi. Ê Phong, ông nghe lời tôi đi. Ông làm quen với nó thử đi, biết đâu lấy độc gì độc. Đừng có giỡn. Nè, có sao đâu? Ông đem nó đi. Nè. Không. Đẹp nè. Không. Sao mà sợ mà dữ vậy? Bí mật quý ông được phát sóng vào lúc 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.